Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tú Anh Múa Yoga. Và sắp đến Noel rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng học nhảy bài Chúc Mừng Giáng Sinh. Các bạn hãy vào phần mô tả ở bên dưới video xem bài nhảy mẫu một lần và hình dung về động tác của bài này trước nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập chậm. Ở bài này mình sẽ có 4 tổ hợp lời và những động tác ở phần nhạc dạo xen giữa các phần lời. Ở phần nhạc dạo đầu chúng ta sẽ đứng hai tay chống hông và lắc hông ở đây thôi. Đó là phần nhạc dạo đầu. Và hết phần lời 1 thì sẽ đến nhạc dạo giữa tiếp theo. Thì chúng ta sẽ đưa chân chéo 45 độ. Đổi chân. Đưa chân phải chéo về bên trái, đưa chân trái chéo về bên phải. Đây là lần nhạc thứ hai, nhạc không lời thứ hai. Và tiếp theo ở lần nhạc không lời thứ ba, chúng ta lại đứng lắc hông giống như ban đầu. Và ở phần nhạc dạo cuối cùng, nhạc không lời cuối cùng, chúng ta sẽ giống như lần thứ hai, sẽ đưa chân chéo ra 45 độ nhưng thêm tay. Chúng ta sẽ đưa chân trái thì tay phải lắc cổ tay, đưa chân phải thì lắc cổ tay trái. Một nửa chúng ta làm động tác này, nửa còn lại chúng ta lắc hông và lắc tay ở hai bên. Sau đó gần hết nhạc chúng ta đưa tay lên vẫy chào. Đó là các động tác ở phần nhạc dạo không có lời. Ở phần lời chúng ta sẽ có 4 tổ hợp. Tổ hợp thứ nhất, đầu tiên chúng ta sẽ bước chân phải lên chéo 45 độ sang bên trái. Đồng thời chúng ta chuyển trọng tâm về chân phải luôn, chân trái thì chỉ kiễng đằng sau thôi. Hai tay chúng ta đưa vòng lên trên đầu, chạm hai đầu bàn tay vào nhau và ngửa lòng bàn tay. Đầu chúng ta nghiêng về bên trái. Khi thu chân về thì hai tay chúng ta vắt chéo ở đằng trước và chúng ta đổi bên. Bước chân trái thì đầu nghiêng sang bên phải. Chuyển trọng tâm về chân trái, chân phải có thể nhấc lên được. Thu về, chúng ta làm mỗi bên 2 lần. Lần thứ 2 này, thu về, đổi bên. Sau đó chúng ta chắp hai tay. Một tay phải chúng ta nắm, tay trái chúng ta bọc ở ngoài. Sau đó chúng ta đưa về bên vai bên phải. Thì chúng ta đá chân phải sang bên trái. Và đổi chân đá sang chân trái thì chúng ta sẽ đổi tay sang vai bên trái. Mỗi bên 2 lần. Sau đó chúng ta đưa tay từ bên trên, lắc cái bàn tay ra ngoài, đưa dần xuống, đồng thời chúng ta lắc hông. Và chúng ta làm lại tổ hợp này một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm tổ hợp này 2 lần. Sau đó đến tổ hợp tiếp theo, tổ hợp thứ 2 của phần lời. Mình sẽ làm liền 2 tổ hợp, sau đó sẽ làm cùng hướng. Hai tay chúng ta quay lòng bàn tay về phía trước. Bước sang phải một bước thì chúng ta đổ hai tay sang bên phải, thu chân trái về. Bước sang bên trái thì lại đổ tay sang bên trái. Bây giờ chúng ta bước hai bước sang bên phải. 1, 2. Ở đây chúng ta xoay cùng chiều kim đồng hồ. Chân phải làm trụ, chân trái đưa ra ngoài. Bắt đầu là hướng 12 giờ. Thì tay chúng ta đổ ở trên cao, thẳng tay và hất về bên trái. Nhún xuống lại hướng 12 giờ. Sau đó đến hướng 3 giờ. Rồi đến hướng 6 giờ. Và cuối cùng là hướng 9 giờ. Sau đó chúng ta thu về, chúng ta làm ngược lại, đi về bên trái một bước, bên phải một bước và bên trái hai bước. Bây giờ chúng ta quay ngược chiều kim đồng hồ, chân trái làm trụ, chân phải đưa ra bên cạnh và đồng thời lúc này hai tay chúng ta sẽ hất về bên phải. Hướng 12 giờ, hướng 9 giờ, hướng 6 giờ và hướng 3 giờ. Mình sẽ xoay lưng lại làm cùng chiều hai tổ hợp này nhé. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm 2 lần tổ hợp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 2 đi sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cùng chiều kim đồng hồ, bắt chân phải làm chủ. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đi về bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và xoay ngược chiều kim đồng hồ, chân trái làm trụ. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó là hết 2 tổ hợp phần lời. Và tổ hợp tiếp theo, chúng ta bắt đầu đặt chân phải ở trên. Chúng ta xoay xế chéo để nhìn thấy cái chân co. Đồng thời tay trái sẽ đưa lên ép cái cùi trỏ ở bên lườn. Tay phải sẽ úp ở dưới hông. 1, 2, chúng ta sẽ đi lên 4 bước. Đổi chân và đổi hông. 3, 4. Khi chúng ta đổi chân trái lên thì chúng ta sẽ đổi tay phải lên. 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta rút chân trái ra đây và kiêng chân phải. Tay phải chống hông. Tay trái chúng ta ngửa ra, vẫn kẹp cùi trỏ ở bên hông và lắc hông mở tay ra. Ở đây chúng ta sẽ vỗ tay, bước sang phải một bước, vỗ tay ở bên phải. Kiễng chân trái. Bước về bên trái, vỗ tay ở bên trái và kiễng chân phải. Một bên hai lần. Và bây giờ chúng ta rút chân phải về và kiễng chân trái, chúng ta lắc hông đổi bên tay. Tay phải kẹp ở bên hông và lắc. Và chúng ta làm lùi về 4 bước cũng như thế. Bắt đầu bằng chân phải ở trên. 1, 2, bước lùi xuống này. 3, 4, lùi. 5, 6, lùi. 7, 8. Và tay trái mở ra, tay phải chống hông lắc. Sau đó bước sang phải, vỗ tay bên phải. Bước sang trái, vỗ tay bên trái. Bước bên phải, bước bên trái. Lùi chân phải về, chúng ta kiễng chân trái và lắc hông mở tay. Tiếp theo, chúng ta sẽ xoay mặt sang hướng bên tay trái. Xoay hẳn mặt sang, vai phải sẽ ở trên. Đưa chân phải lên trước thì tay trái lên trước. Đưa chân phải ra sau thì tay phải ở trước. Và lần này chúng ta làm nhanh. Trước, sau, trước. Mình làm lại cái này. 1, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ hai tay chúng ta đổ sang bên phải, rồi đổ sang bên trái. Đồng thời người chúng ta lật lại sang bên phải và lắc hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm ở hướng bên tay phải. Chân trái ở trên, đưa về trước thì tay phải ở trước. Chân trái đưa ra sau thì tay trái ở trước. Nhanh. 1, 2, 3, thu. Và bây giờ chúng ta xoay mặt lên. Lắc hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm liền hai tổ hợp này nhé. Bắt đầu động tác đi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lắc. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lắc. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lùi. 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến tổ hợp thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm cùng hướng nhé. Chân phải ở trên, tay trái đi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vỗ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lùi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vỗ tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lắc, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quay mặt sang bên trái đá chân phải, 1, 2, 3, 4, nhanh, 5, 6, 7, 8, lắc hông, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, độ chân trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và như vậy là chúng ta đã tập xong tất cả các động tác trong bài nhảy chúc mừng Giáng sinh. Các bạn hãy xem video ghép nhạc chậm từ đầu đến cuối để sâu chuỗi lại các tổ hợp cùng với nhạc nhé. Chúc các bạn luyện tập thành công và cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.